Hello, xin chào tất cả mọi người, khoe mọi người. Chiếc bụng của em sau 15 ngày nghỉ ăn Tết này. 15 ngày nghỉ ăn dưỡng nha. Một chiếc bụng rất là kinh khủng. Đây, nếu như em phình ra nó phải như này. Đó, như đây em để bình thường. À, các bác thấy không? Ai bảo em ưỡn là em ưỡn như thế, nhưng mà có một số chị em sân si bảo là rồi bình thường bọn em bán dai cho nên bọn em ưỡn ra, đúng không? Bây giờ em ưỡn hết cỡ cho các chị em à. Đó, phình hết cỡ này, không thở được luôn này. Đấy thì nó mới được như thế. Còn đây để bình thường đi nha cả nhà nha. Để bình thường đây nhá. Đây là chiếc bụng của em mà. Thông báo với mọi người là cái Tết vừa rồi thì em tăng cũng có sơ sơ 3 4 cân thôi. Đấy, từ 50 cân rồi bây giờ em khoảng 54 55 cân thôi. Em tăng cũng mấy cân rồi, bây giờ xem là cái vòng bụng to nhất của em hiện tại là bao nhiêu nha. Trời ơi, em thả phanh ra để có một cái bụng to nhất có thể, để có thể quay một cái video chân thực nhất để giảm mỡ để cho các chị xem ấy, cho nên là em ăn không không có ngựa ấy tí nào đâu. Đấy, bây giờ bụng em 85 rồi cả nhà ơi. Đây em đo hết cỡ, tức là xít xin xịt luôn nhá. Đây là bụng bụng em đang ở 85 này. Đó, đây là 85 chứ không phải 82 đâu nha. Các bác nhìn cho rõ với các cái camera đằng trước nó ngược. Bụng 85 này. Eo là em sẽ giảm cái vỡ bụng này cho mọi người xem nha. Đó, eo đây. Em thách bác nào ưỡn, em ưỡn. Em ưỡn là nó phải phải 6 7 7. Em để bình thường, đó, em để bình thường này. Em để bình thường nó là 75. Đấy, em đo đây vùng trên vùng eo đây có thể nhá. Đó là 75. Và ngang rốn là 80 nha. Đó, ngang rốn là 80 nha. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng tối ngày mùng 9 tháng 1 à, tháng 2. À tháng 1 dương. Mùng 9 tháng 1 âm lịch thì em tiếp tục bắt đầu quay trở lại cái hành trình giảm mỡ bụng để cho các chị xem. Thì lần trước là em đang giảm thì bắt đầu là con em đi viện không quay được cho các chị xem hành trình, thì hôm nay các chị cùng theo dõi với em nha. Em nay bắt đầu sử dụng kết hợp mà gia tăng mỡ kết hợp với lại cái bữa ăn dinh dưỡng này để cho nó nhanh hơn, thì cả nhà xem là bao nhiêu ngày thì em có thể giảm được cái mỡ bụng này nhá. Đây, tức là cái loại mua lần trước em uống nó là vị cà phê, hôm nay là vị bạc hà, rất là thơm, em rất là thích cái vị mùi này luôn, em rất là thích cái mùi này. Bình thường thì mọi người sẽ pha khoảng tầm 2 muỗng đại nha này, cho khoảng tầm 120 150 ml. Còn bạn ai mà thích ăn loãng hơn mà dễ uống hơn ấy thì tùy khẩu vị mọi người, mọi người có thể pha loãng hơn, xong rồi mình cho thêm đá hoặc là pha với nước ấm đấy, cho vào một cái bình và mọi người lắc lên để cho nó nhanh tan ấy. Thì bình thường là cái sản phẩm này nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe luôn, có thể sử dụng phù hợp cho các chị bị trào ngược dạ dày này, hoặc là bị tiểu đường, hoặc là các cái bệnh đơn giản huyết áp cao, huyết áp thấp ấy, thì mọi người sử dụng sản phẩm này cực kỳ là hiệu quả luôn, là nó còn rất nhiều là tác dụng khác nữa, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Đây mọi người lắc lên để cho khi nào nó tan, lắc để cho nó dễ tan, sử dụng cái bình này lắc cho nó dễ tan nha cả nhà nhá. Lắc đều cho nó dễ tan. Thì mọi người sẽ sử dụng cái này thay cho bữa ăn sáng và bữa ăn tối thì nó cực kỳ là hiệu quả luôn, nó sẽ thúc đẩy quá trình giảm mỡ của mình nó nhanh hơn đấy. Rất là ngon luôn cả nhà. Mọi người pha loãng lên một chút thì ăn nó sẽ ngon hơn. Rất là dễ uống, thơm, ngon. Dễ uống nhưng mà lại có tác dụng giảm cân, giảm mỡ bụng. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những chị nào mà không có thời gian để chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng mình đi vội vàng ấy, thì mình có thể sử dụng cái bữa ăn này nhé. Đó, sáng ngủ dậy sau khi mà hoặc là buổi tối sau khi mà sử dụng xong thì bữa ăn thì mình bắt đầu đeo đai nha. Bạn cái đai này để hiệu quả nhất mọi người, nếu mà trong 10 ngày đầu nếu mà ai đeo được qua đêm thì nó sẽ hiệu quả cực kỳ cao luôn cả nhà. Tức là cái quá trình giảm mỡ nó sẽ hiệu quả nhất trong 10 ngày đầu, nên là mọi người sẽ kiên trì.
Sau khi xoa gel xong thì mọi người hãy massage cho em nha. Cả nhà thấy là khi mèo em massage như thế này nữa, nó cũng cái phình nào được ra. Không khỏe ra thôi. Đi đâu mặc váy là phải hóp vào đó và đeo đai vào đó các bác ơi. Mẹ bầu sau sinh đây. Mẹ bỉm sau sinh đây nuôi hai đứa con. Ăn vào cho nó tăng cân thì nó chỉ tăng vào bụng thôi các bác ạ. Mặt mũi chả thấy đâu, chân tay cũng bé. Nhưng mà đợt này em cũng đỡ hơn rồi. Sau khi thoa xong massage này, nó thấm hết kem vào rồi thì các bác bắt đầu đeo cái đai này vào cho em nhé. Cái đai này nó rất là tiện cho mình bởi vì là nó có ba cái nấc như thế này thì khi mà mình đeo nó sẽ dễ dàng và điều chỉnh cái độ siết ở từng vòng ấy. Ví dụ như là mình siết eo và mình muốn ở vòng nào nó to, nó giảm nhiều hơn thì mình siết chặt hơn một chút. Còn mình muốn ở vòng nào nó nhỏ hơn thì mình sẽ siết nó lỏng hơn. Đó, em sẽ siết vào mọi người xem nha. Cố gắng để lấy lại vòng eo 56 như trước. Cố gắng 66 đối với em nó là cả một kỳ tích rồi các bác ạ. Thật đấy. Bụng em, eo của em 75 thì em xuống được 66 là nó là cả một kỳ tích rồi. Cho nên là các bác cố gắng lên nhé, để cùng em đồng hành quá trình này nhé. Rất là dễ luôn, đeo phát vào được luôn. Đấy. Cái đai này mọi người có thể đeo giống như em, bởi vì em đeo quen rồi thì em có thể đeo như thế này. Hoặc nếu mà ai mà cảm thấy là mình phải ngồi nhiều á, thì khi mình ngồi mình cảm thấy hơi khó chịu chỗ này thì mọi người có thể dịch chuyển đai, đeo cái chỗ cứng cứng này sang bên hông này. Đấy, đeo một miếng sang bên hông này, một miếng sang bên hông này. Đấy, đổi được lại như thế. Hoặc mọi người có thể đeo cái phần nhám này vào sau lưng, bởi vì khi lưng ngồi thì mọi người phải ngồi thẳng đúng không, thì nó sẽ đỡ khó chịu hơn cho mọi người đó. Đấy. Sắp rửa mặt tiếp được đồ tập đẹp đẽ rồi cả nhà ơi. Cố gắng theo dõi cùng em nha.